Hôm qua ngày 24 tháng 7, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết nước này sẽ chờ thêm các thông tin chi tiết từ phía Ukraine sau khi Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố sẵn lòng tham gia đàm phán hòa bình với Nga. Ông Peskov khẳng định rằng Nga luôn mở cửa cho tiến trình đàm phán. Thông điệp phù hợp với quan điểm của chúng tôi, phía Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán. Chúng tôi luôn cởi mở để tham gia đàm phán. Ở đây có những chi tiết quan trọng và chúng tôi vẫn chưa biết. Chúng tôi sẽ chờ đợi để làm rõ thêm. Phát biểu này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Quảng Châu vào cùng ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Ukraine tới Trung Quốc kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu tại Ukraine vào năm 2022. Tại cuộc gặp với ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nhấn mạnh rằng Ukraine sẵn sàng thảo luận với Nga về vấn đề hòa bình khi Nga sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ukraine.